Kính chào quý vị nhà đầu tư. Trong bối cảnh mà nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, chúng tôi EZFin Việt Nam đã nghe rất nhiều về ba chữ đầu tư công. Vậy tại sao trong bối cảnh như hiện nay chúng ta lại nghe nhiều nhất ba chữ này? Đầu tư công ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam? Cũng như bức tranh của nền kinh tế Việt Nam được hưởng lợi như thế nào về đầu tư công? Và nhà đầu tư, quan trọng cái action của nhà đầu tư để có thể hưởng lợi được nhiều nhất từ cái team đầu tư công này là gì? Và anh chị đang đến với chương trình EZ Talk số 2, đầu tư công và bức tranh của Việt Nam. Xin tự giới thiệu, tôi là Hà Giang, hiện tại là trưởng phòng phân tích và tư vấn đầu tư của EZFin Việt Nam. Đồng hành cùng với tôi hôm nay là anh Trịnh Tuấn Minh, là chuyên viên phân tích và tư vấn đầu tư của EZFin Việt Nam. Đầu tiên thì tôi muốn hỏi anh Minh một câu, đó là tại sao khi mà Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, chúng ta lại liên tưởng nhiều và chúng ta lại nhắc đến nhiều cái câu chuyện đầu tư công? Hay nói một cách khác là đầu tư công có vai trò gì trong nền kinh tế hiện nay? Ok, mọi người, nếu mà mọi người muốn hiểu rõ vấn đề này thì đầu tiên ta phải quay lại với cái cơ cấu GDP. Thì như trên màn hình mọi người thấy là GDP ở đây nó sẽ bằng C cộng I cộng G. Thì C ở đây chính là tiêu dùng của người dân, G là chi tiêu của chính phủ như là xây bệnh viện, trường học, đường xá. Còn I là đầu tư, tức là đầu tư của các doanh nghiệp. Thì thông thường có một cái điểm khá là ngược là trong cái lúc mà kinh tế nó bị suy thoái á, người dân và doanh nghiệp có xu hướng thắt chặt chi tiêu hơn. Tức là nếu mà cái C và cái I càng giảm mà chúng ta không kích cái GDP lên thì niềm tin tiêu dùng nó sẽ giảm. Và như thế thì nó tạo một cái vòng xoáy ngược cho nền kinh tế. Vì vậy là chính phủ trong thời kỳ suy thoái diễn ra là luôn luôn phải làm ngược lại. Tức là chính phủ luôn luôn phải chi nhiều tiền hơn, đầu tư ra để tạo, thứ nhất là tạo công ăn việc làm để tăng cái C, bởi vì là người ta sẽ lạc quan hơn, người ta có thu nhập hơn, người ta sẽ tiêu dùng. Thì từ đấy là cái C, cái G và cuối cùng là cái I, khi mà doanh nghiệp thấy người dân tiêu dùng nhiều hơn thì cả cái GDP nó sẽ tăng lên, và khi đấy là một chu kỳ kinh tế mới nó quay trở lại. Vâng, cảm ơn anh Minh ạ. Và như anh Minh đã giải thích, chúng ta có thể hiểu rõ tại sao chính phủ cần đầu tư công, đặc biệt là đầu tư công mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay. Nếu mà anh chị nhìn vào cái cơ cấu GDP hiện ở trên slide thì cơ cấu GDP sẽ bao gồm tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu chính phủ và cộng với cả xuất khẩu ròng, đúng không ạ? Tuy nhiên là do bởi vì dịch Covid-19, cái phần tiêu dùng của chúng ta bị giảm đi rất là nhiều. Anh chị có thể thấy ở cái tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam đã bị giảm sâu nhất vào quý 2 2020 và tiếp tục là vào quý 3 2021. Đấy là khoảng thời gian mà Việt Nam phải bị lockdown bởi vì đại dịch Covid-19. Nhưng mà vào cái phần tiêu dùng này lại là cái phần đóng góp cái tỷ trọng rất là lớn, đóng góp cho cái tăng trưởng GDP tại Việt Nam. Anh chị có thể thấy ở cái chart ở cái hình bên cạnh. Và cái phần mà màu xanh dương, màu xanh đậm đậm là cái phần tiêu dùng. Nó luôn luôn đậm hơn và nó luôn luôn rộng hơn đối với những phần khác. Hay nói một cách khác là cái tăng trưởng GDP của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào tiêu dùng. Tuy nhiên bởi vì đại dịch Covid-19, cái phần xanh này nó đã giảm đi đáng kể và thay vào đó là bằng cái phần màu xanh dương nhạt nhạt hơn là đầu tư nhà nước, cho thấy rằng là chính phủ muốn duy trì được sự tăng trưởng của nền kinh tế. Và trong bối cảnh mà tiêu dùng nó sụt giảm mạnh như thế này, đầu tư cũng bị sụt giảm mạnh, thì chính phủ phải tăng chi tiêu nhiều hơn, tăng chi tiêu chính phủ nhiều hơn. Vậy thì câu hỏi cho anh Minh đó là, vậy có thể nói rằng là cái động lực tăng trưởng kinh tế cho năm 2022 cũng như năm 2023 của Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào đầu tư công hay không, hay là phụ thuộc vào những cái yếu tố khác nữa? Thì chúng ta phải nhìn lại quá khứ. Mọi người có thể thấy trên slide, tức là vào chúng ta trải qua cuộc khủng hoảng 2008-2009 và cuộc khủng hoảng ngân hàng năm 2012-2013. Thì khi đấy nền kinh tế nó rất bất ổn, thì thị trường chứng khoán cũng không thể tăng trưởng tốt được. Tuy nhiên đến cái giai đoạn năm 2016 thì nền kinh tế vĩ mô chúng ta dần ổn định, tức là GDP tăng trưởng tốt, lạm phát được kiểm soát tốt chỉ ra. Và quan trọng nhất là cái vấn đề tỷ giá chúng ta rất ổn định, thì cái dòng tiền nước ngoài vào nó sẽ không, tức là nhà đầu tư nước ngoài nó sẽ không lo sợ về cái việc đầu tư và sẽ bị mất giá đồng tiền. Tiếp đến là chúng ta trải qua chu kỳ dân số vàng từ năm, được dự đoán là từ năm 2010 cho đến năm 2035 hay 40 gì đấy. Thì chính vì vậy nó có một cái động lực là tăng trưởng tầng lớp trung lưu. Tức là khi mà chúng ta phải lo vấn đề cơm áo gạo tiền quá nhiều thì chúng ta tiêu dùng những dịch vụ khác nó sẽ bớt đi. Nhưng mà khi mà nó có một khoản tiền dư ra, khi mà người dân giàu lên thì nó sẽ có những ngành như là ngành dịch vụ du lịch,
và rất nhiều ngành khác liên quan, bởi vì thu nhập người này là chi tiêu người khác mà. Nhưng mà đấy là hai động lực cũ. Đến năm 2022 là động lực mới, tức là bắt đầu từ năm 2020 khi mà đại dịch Covid xảy ra toàn thế giới thì đất nước ta bắt buộc phải hạ lãi suất ngân hàng xuống để kích thích việc đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Thì đất nước Việt Nam ta là một trong những đất nước mà có lãi suất thực dương, tức là lãi suất ngân hàng lớn hơn lạm phát. Như thế thì đồng tiền Việt Nam chúng ta rất đắt. Chính vì vậy khi mà cái nền lãi suất nó hạ xuống thì đồng tiền nó rẻ hơn, người dân sẽ có xu hướng là không để tiền ngân hàng nữa mà đem ra đi đầu tư, đi kinh doanh, từ đấy thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Quan trọng nhất là trong giai đoạn 2021 trở đi có một cái động lực cực kỳ rõ nét, đấy là chính phủ rất quyết tâm đầu tư công. Vậy thì chúng ta tại sao chính phủ lại quyết tâm đầu tư công giai đoạn này và nó có cái vấn đề gì đối với đất nước mà lại phải xử lý vấn đề này, thì chắc là chúng ta phải đi phần sau thì ra nhỉ. Vâng, và như anh đã nói thì nền kinh tế Việt Nam chúng ta có hai động lực tăng trưởng cũ. Đầu tiên đó là kinh tế vĩ mô ổn định. Kinh tế vĩ mô ổn định là như thế nào? Nó còn đi kèm với cả vấn đề chính trị nữa. Nếu anh chị so sánh với các nước khác, với những nước trong cùng khu vực như kiểu Malaysia hoặc là Thái Lan, có thể thấy đấy là những đất nước mà chính trị nó rất là bất ổn, về cái sự đảo chính liên tục hoặc là quân sự lên nắm ngôi chính phủ. Và điều này thì tất nhiên nếu một nhà đầu tư nước ngoài nhìn vào cái nền chính trị của những đất nước đấy sẽ khó mà đặt niềm tin vào để đặt cái đồng tiền của mình vào những đất nước đấy. Tuy nhiên Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được rằng trong những năm gần đây chính trị của chúng ta hoàn toàn ổn định, và điều đấy đã giúp cho nền kinh tế của Việt Nam cũng được ổn định kéo theo. Tiếp theo, một động lực nữa là tăng trưởng tầng lớp trung lưu. Cũng như anh Minh cũng đã nói, khi mà người dân thu nhập ngày càng cao, chúng ta ngày càng có nhiều tiền, thì cái nhu cầu của chúng ta nó đã vượt xa khỏi cái việc cơm áo gạo tiền bình thường, mà chúng ta sẽ hướng đến những cái cao cấp hơn, như kiểu chúng ta sẽ đi du lịch, mua trang sức, mua những cái thứ mà gọi là phục vụ cho cái thú vui tinh thần của chúng ta nhiều hơn, đúng không ạ? Thế hệ này nó rất khác thế hệ trước rất nhiều. Đúng rồi, thế hệ này, đặc biệt là thế hệ Gen Z ý, ăn chơi là phải từ bến luôn. Và hai cái động lực mới của chúng ta, thứ nhất đấy là lãi suất thấp. Trong bối cảnh mà nền kinh tế Việt Nam bị hit bởi đại dịch Covid-19, ngân hàng nhà nước đã liên tục hạ lãi suất để có thể hỗ trợ được nền kinh tế vào thời điểm hiện nay, cũng như có thể giúp cho các doanh nghiệp có được cái dòng vốn vay giá rẻ và cũng có những cái thông tư giúp giãn hoặc tái cơ cấu nợ, đúng không ạ? Và tiếp tục một động lực mới, là động lực mà hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến nhiều nhất, đó là động lực về đầu tư công. Tuy nhiên thì cái vấn đề đó là đầu tư công thì tất nhiên nó không thể là bây giờ mới có, trước đây nó cũng có rồi, đúng không ạ? Có nghĩa là Việt Nam, chính phủ Việt Nam cũng luôn luôn thúc đẩy đầu tư công từ trước giai đoạn trước đây. Và có thể nói rằng Việt Nam sẽ có những cái vấn đề đứng trong bản chất nền kinh tế và chúng ta cần phải đầu tư công, chẳng qua trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn mà thôi. Vậy thì anh Minh có thể chia sẻ về tại sao Việt Nam có vấn đề gì mà chính phủ luôn luôn thúc đẩy đầu tư công như thế không ạ? Như mọi người đã thấy thì Việt Nam có một nền cân bằng vĩ mô rất ổn định trong vòng 4 đến 5 năm gần đây. FDI Việt Nam cũng rất tốt. Nhưng mà có một vấn đề là mọi người nhìn thấy cái đồ thị hình tròn ở đây này. Đây chính là phân bổ đường tại Việt Nam. Thì đường bộ chiếm đến đâu đó 80% lượng vận chuyển hàng hóa trong nền kinh tế chúng ta, chị Giang ạ. 500.000 km đường bộ nhưng mà chỉ 25% đạt chất lượng tốt. Thì điều đấy nó gây ra một hệ quả là gì? Đấy là chúng ta nhìn một cái chart bên cạnh, đấy là chi phí vận tải trên GDP. Nghĩa là các nước ở châu Á, ví dụ như chị Giang có thể thấy là Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản là có chi phí đâu đó chỉ dưới 10% chi phí vận tải trên GDP. Với Trung Quốc là 14,3%, đối với Việt Nam chúng ta khi mà một nền vĩ mô mọi thứ ổn định như vậy nhưng mà nó có một cái nút thắt là chi phí vận tải cần những thổ tốt cao nhất trên thế giới, 20,8%. Thì đây là một vấn đề mà chính phủ bắt buộc phải giải quyết trong cái giai đoạn tới. Thì nếu mà để hiểu sâu hơn thì chắc là mọi người phải đi tiếp để thấy điều này nó tác động như thế nào đến các ngành trong nền kinh tế. Vâng, anh chị có thể thấy rõ ở cái hình chart trên slide, cái chi phí vận tải trên GDP của Việt Nam rất là cao, thuộc top cao trong khu vực và thậm chí là ở trên cả thế giới, là ở tỷ lệ 20.8%, đúng không ạ? Rất cao. Vâng, ở Việt Nam thì chúng ta có những cái ưu thế gì để nhà đầu tư nước ngoài liên tục đổ dòng vốn vào Việt Nam? Chúng ta có lợi thế nhân công giá rẻ, chúng ta có lợi thế về giá thuê mặt bằng, giá thuê công xưởng, bất động sản khu công nghiệp rẻ hơn so với các nước trong khu vực.
chúng ta có cái chi phí điện nước cũng rẻ hơn. Đặc biệt cái mức thuế của chúng ta cũng ưu đãi hơn rất là nhiều so với các nền kinh tế khác. Nhưng chúng ta lại có chi phí vận tải lại cao hơn so với những nước khác. Và đây chính là cái nút thắt cổ chai của nền kinh tế Việt Nam và khiến cho chính phủ phải có cái động lực để sửa lại cái đường xá, cầu cống, trường trạm để nó đẹp hơn, nó tốt hơn, và điều này sẽ thúc đẩy được cái dòng tiền về Việt Nam nó nhiều hơn, đúng không ạ? Và anh Minh thì có thể chia sẻ một vài cái dự án cơ sở hạ tầng mà chính phủ đang thúc đẩy khởi công vào năm 2021 được không ạ? Mọi người có thể thấy đây chính là những dự án được khởi công vào năm 2021 và có luôn thời gian hoàn thành. Nếu mà bị dịch Covid có thể nó sẽ lệch đâu đó nửa năm đến một năm. Nhưng mọi người thấy là chúng ta đẩy mạnh đầu tư công theo kế hoạch của chính phủ rất là mạnh. Từ năm 2021 cho đến năm 2028 có rất nhiều dự án. Đâu đó mình nhớ không nhầm là chi tiêu chính phủ dự cho đầu tư công trong vòng 10 năm tới là rơi vào 120 tỷ USD chỉ rằng. Tức là rất lớn và tập trung đâu đó quanh đường bộ. Tức là nghĩa là ý chí chính phủ chúng ta đã nhìn thấy điều đấy để kiểm soát lại cái vấn đề chi phí vận tải trên GDP của nước ta. Nếu mà chúng ta làm tốt điều đấy thì Việt Nam có tất cả lợi thế kia và chi phí vận tải rẻ một cách tương đối, thì đấy là một lợi thế rất lớn trong tương lai đối với đất nước chúng ta. Từ các dự án cơ sở hạ tầng có thể thấy rằng là chính phủ có cái động lực, có cái hành động rất là mạnh mẽ trong việc đầu tư công, đúng không? Và chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Đấy là câu chuyện, ok, chính phủ muốn đầu tư công nhiều như thế, đầu tư là phải liên quan đến nguồn vốn. Cũng như chúng ta đầu tư chứng khoán, chúng ta không có vốn thì sao mà có thể đầu tư được, đúng không ạ? Câu chuyện của chính phủ cũng là một câu chuyện hoàn toàn tương tự thôi. Ok, anh đầu tư, tiền anh lấy ở đâu? Và anh Minh thì có thể cho khán giả biết được rằng là cái nguồn tiền mà chính phủ lấy để đầu tư công là nguồn tiền lấy ở đâu được không ạ? Mọi người phải hiểu là với chính phủ thì khi mà nguồn tiền họ thu ra, họ thu vào đó chính là từ thuế. Còn họ phải chi ra để đầu tư. Thì mọi người nhìn thấy là trên đây có một cái chart phía dưới, đấy là tỷ lệ nợ chính phủ trên GDP của Việt Nam ta đang ở mức đâu đấy chỉ 46,7%. 9 tháng đầu năm 2021 chúng ta còn thặng dư ngân sách đâu đó khoảng 3 tỷ đô. Nghĩa là tỷ lệ nợ chính phủ trên GDP của chúng ta hạ xuống dưới 45%. Thì nợ chính phủ năm 2020 chúng ta là 160 tỷ USD chiếm 46,7% GDP. Thì GDP danh nghĩa của chúng ta tầm khoảng 340 tỷ USD chỉ ra. Với tốc độ tăng trưởng của chúng ta vào khoảng 8-10% trong 5 năm tới thì tính một cái con số tương đối nó sẽ rơi vào tầm từ 500 đến 550 tỷ USD. Thì chúng ta có thể vay nợ đâu đó 50% của số đấy là 250 cho đến 275 tỷ USD. Đây là một mức vay nợ đạt trần so với quy định mới. Thì tức là chúng ta sẽ vay thêm từ 90 đến 115 tỷ USD để giải ngân cho các công việc cần của chính phủ. Quay lại vấn đề là ok có thể vay như thế, nhưng mà liệu lãi suất nó ủng hộ không? Cũng giống như doanh nghiệp, nếu chúng ta đi vay xong mà chúng ta để lãi suất quá cao rất nguy hiểm. Vừa rồi có những vụ vỡ nợ bất động sản ở Trung Quốc, chúng ta đã biết điều đấy. Thì mọi người có thể nhìn cái chart trên cùng là lãi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam 5 năm và 10 năm của chúng ta. Đối với trái phiếu chính phủ Việt Nam 10 năm thì giảm một mạch từ 12% cho đến xuống 2%. Trái phiếu chính phủ 5 năm giảm từ 12% xuống thậm chí là còn 0,9%. Thì đây là một mức vô cùng hợp lý để chúng ta đi vay kích thích đầu tư công trong giai đoạn mới. Vâng, anh Minh đã phần nào có thể nói cho nhà đầu tư biết được rằng đó là nguồn tiền để đầu tư công là nguồn tiền đến từ đâu? Và câu trả lời đấy là nguồn tiền đến từ ngân sách. Ngân sách lại lấy từ đâu ạ? Ngân sách phần lớn lấy từ việc thu thuế của chúng ta hoặc là từ đầu tư nước ngoài về. Thì có một cái điều mà nó khá là khác biệt so với các nước khác ở trên thế giới. Đó là ở các nước khác khi mà họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, họ phải chi tiền đầu tư rất là nhiều để có thể vực dậy cái nền kinh tế của họ. Và cái hậu quả đó là họ bị thâm hụt ngân sách, thâm hụt liên bang rất là nhiều. Nhưng mà ở Việt Nam lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, anh chị có thể thấy. Ngân sách 9 tháng 2021 lại thặng dư, có nghĩa chúng ta thu nhiều hơn chi. Hay nói một cách khác là với ngân sách lớn mạnh như thế này thì cái dư địa để chính phủ Việt Nam có thể dùng tiền để đầu tư công, có thể dùng tiền để thúc đẩy nền kinh tế vẫn còn là rất là nhiều. Và ngoài ra thì chúng ta có thể liên tưởng một cái đất nước nó giống một cái doanh nghiệp, mà là một cái doanh nghiệp phải biết sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả. Có mấy doanh nghiệp mà chỉ dùng mỗi tiền tươi tốt thật của mình để đầu tư đâu. Họ sẽ dùng đòn bẩy, họ sẽ dùng đi vay. Việt Nam cũng là một câu chuyện tương tự như vậy thôi. Vậy thì câu hỏi ở đây ra là ok, anh đi vay
Vậy lãi suất là như thế nào? Lãi suất mà cao quá thì đến khi nào mà đến kỳ đáo hạn nợ, chúng ta không thể trả được lãi suất này, chúng ta không thể trả được cái nợ gốc vay, thì cái câu chuyện cuối cùng đó là vỡ nợ, đúng không ạ? Nhưng mà với Việt Nam thì chúng ta có thể thấy là có một cái tia sáng, có thể thấy một cái triển vọng nó rất là tươi sáng trong việc vay nợ. Khi mà cái lãi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam 5 năm và 10 năm đã giảm một mạch từ mức 12% xuống mức đâu đấy gần 2%, và đối với lãi suất trái phiếu chính phủ 5 năm thì còn chưa đến mức 1%. Tôi vẫn còn nhớ cái cuối tháng 9 vừa rồi, cái lãi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam 5 năm đã có một cái có mức kỷ lục, nó đã thấp hơn cả lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 5 năm. Mà trong khi đấy, cái giới đầu tư của chúng tôi nói rằng là cái lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ là lãi suất phi rủi ro, mà trong khi đấy lãi suất của Việt Nam lại còn thấp hơn cả lãi suất phi rủi ro trên thế giới. Một phần nào có thể nhận định rằng nền kinh tế thế giới, có nghĩa là nền tài chính thế giới, nhìn nhận cái vĩ mô Việt Nam khá là lạc quan, khá là có triển vọng và khá là ổn định. Và chúng ta lại có thể đi vay và cũng không quá lo lắng về cái tỷ lệ nợ chính phủ trên GDP của Việt Nam, khi mà hiện tại chúng ta chưa chạm đến cái mức trần nợ công và trần nợ chính phủ trên GDP. Và anh Minh cũng đã tính cho quý vị nhà đầu tư một con số nó khá là chính xác, đó là Việt Nam hoàn toàn có thể vay thêm 90 đến 115 tỷ USD để có thể dùng để đầu tư công trong những khoảng thời gian tiếp theo với mức lãi suất rất là hợp lý và rất là hấp dẫn. Tôi muốn hỏi anh Minh một câu, đó là tại sao Việt Nam lại có một cái mức thặng dư ngân sách nó khác với những nước khác như vậy, khi mà hầu như các nước trên thế giới đều thâm hụt rất là mạnh, và thâm hụt thậm chí như Mỹ còn có tin là kiểu trên báo viết là Mỹ vay nợ nhiều quá, chạm đến mức trần nợ công và hoàn toàn và có khả năng bị rủi ro vỡ nợ. Vậy tại sao Việt Nam lại có mức ngân sách thặng dư như vậy? Câu hỏi chị Giang rất hay. Thực ra thặng dư ngân sách thì chúng ta phải nhìn theo hai hướng. Thứ nhất, nó là còn dư địa để chúng ta đầu tư. Cái thứ hai là cũng có thể là chúng ta chưa giải ngân được. Nếu mà chúng tôi có nghiên cứu đâu đấy, cả Mỹ, cả Trung Quốc hay một số nước châu Á hoặc là những nước châu Âu, thì thấy trong thời gian qua, tí nữa mọi người sẽ thấy là những cái trạng của nó là thâm hụt cực kỳ lớn trong 10 năm qua, thâm hụt ngân sách trong giai đoạn bị dịch. Nhưng đối với Việt Nam chúng ta lại thặng dư, thì có thể một phần là do chúng ta chưa thể giải ngân đầu tư công như dự kiến được. Và đấy là một dấu hiệu có lẽ là không được tích cực cho lắm trong giai đoạn này. Vâng, vậy thì chính phủ nước khác đã sử dụng tiền để có thể vực dậy nền kinh tế của họ, còn chính phủ Việt Nam ý chí là muốn sử dụng tiền nhưng mà thực tế là chưa sử dụng hết. Vậy thì cái kết quả của các nước khác khi mà chúng ta chuyển lăng kính từ Việt Nam sang các nước khác ạ, nếu cái ngân sách của họ bị thâm hụt như vậy, họ chi tiền nhiều như vậy, thì có phải nền kinh tế của họ có phục hồi được không? Chúng ta hãy chuyển lăng kính vào các đất nước khác và có thể lấy ví dụ từ đầu tiên là đầu tàu của nền kinh tế thế giới là Mỹ được không ạ? Mọi người và chị Giang có thể nhìn thấy nhá, ở cái chat đầu tiên, tức là khi mà dịch Covid tấn công vào nước Mỹ vào quý 2 năm 2020 thì nước Mỹ ngay lập tức phải lockdown. Mọi người nhớ là khi đấy lockdown xong là mọi hoạt động gần như đình trệ hết, thì GDP Mỹ đã có một mức giảm kỷ lục đâu đấy là 9,1%. Tuy nhiên chỉ 4 quý sau, GDP Mỹ đã tăng một mức, mình nhớ không nhầm là phải cao nhất trong vòng 20 năm qua, trong quý là hơn 12,2%. Câu chuyện đặt ra đằng sau đấy là gì? Mọi người nhìn thấy là chúng ta bàn đến việc đầu tư công đúng không? Đây là cái chat màu đỏ là mức thâm hụt ngân sách liên bang tăng vọt, phải gấp đâu đó 3,5 lần so với năm 2019. Tức là Mỹ đã chịu mức thâm hụt cực kỳ lớn để cứu vớt nền kinh tế trong giai đoạn này. Mọi người nhìn thấy tiếp là cái nợ chính phủ trên GDP đạt hơn 100% đối với Mỹ. Và mình nhớ nhầm đâu đấy nợ công của Mỹ đạt hơn 120% trong năm 2020. Tức là tỷ lệ nợ đang khá là cao so với mặt bằng chung, và cũng không phải là mình Mỹ, những nước như châu Âu, châu Á hay là Trung Quốc tỷ lệ đấy cũng rất cao, chị Giang ạ. Các chính phủ đang rất mạnh tay trong việc kéo nền kinh tế quay trở lại. Và chúng ta thấy thêm một cái nữa là cái tỷ lệ tiêm chủng vaccine của Mỹ đạt 64% tính đến ngày 3 tháng 10 đúng không chị? Đấy, tức là nó đến từ hai động cơ, một là tỷ lệ tiêm vaccine tốt, thứ hai là chính phủ mạnh tay trong việc kéo nền kinh tế quay trở lại. Vâng, vậy thì cái câu chuyện của Mỹ, vậy chúng ta đấy là một ví dụ về Mỹ đúng không ạ? Vâng. Chúng ta có thể chuyển chụp sang một tiếng sang châu Á, là một cái nền người ta hay gọi đấy là anh chàng hàng xóm xấu tính của Việt Nam, anh chàng mà khiến cho đại dịch Covid-19 này nó lan tỏa ra khắp cả thế giới. Chúng ta hãy nhìn một chút qua lăng kính từ đất nước Trung Quốc được không ạ? Vâng, mọi người có thể nhìn thấy Trung Quốc là một điều tương tự xảy ra thôi.
tỷ lệ nợ chính phủ trên GDP của Trung Quốc cũng đạt gần 67%, và cái trả thâm hụt ngân sách cũng tăng rất mạnh vào năm 2020, gần như là mạnh nhất trong 10 năm qua. Tiếp đến là tỷ lệ vaccine cũng rất tương tự, hơn 70%. Thì Trung Quốc bị dịch sớm hơn Mỹ một quý chị ạ. Và đúng sau đấy tầm 1 năm thì Trung Quốc bật ngược trở lại, có tỷ lệ tăng GDP hơn 18%. Thì đây là một câu chuyện khá tương đồng, tức là chúng tôi cũng nghiên cứu đâu đấy Hàn Quốc hay là những nước lân cận như Singapore, nó cũng cho một bức tranh tương tự. Vâng, vậy từ hai cái quốc gia đấy, từ hai cái lăng kính của quốc gia đấy, chúng ta có thể thấy rõ ràng đó là chính phủ nước khác đã kết hợp hai cái yếu tố vào. Thứ nhất là cái tỷ lệ tiêm chủng vaccine trên diện rộng đạt ở một mức khá là an toàn, khá là cao, đúng không ạ? Và cái thứ hai là liên tục chi tiền. Và cái vấn đề liên tục chi tiền đã khiến cho cái thâm hụt ngân sách của cả Trung Quốc và của cả Mỹ đã liên tục tăng cao rất là nhiều, đặc biệt là từ khi bị đại dịch Covid-19 đó đến với cả hai đất nước này. Và cái kết quả hai đất nước này nhận được là gì? Đó là GDP của họ đã tăng trưởng trở lại, và thậm chí cái mức tăng là mức tăng cao kỷ lục trong lịch sử. Kể cả Mỹ và kể cả Trung Quốc đều bị giảm một mức khá là thấp trong lịch sử, và sau đấy họ để mất 4 quý, họ chỉ mất 4 quý là 1 năm để có thể tăng trở lại với mức cao nhất trong lịch sử của họ. Vậy thì câu hỏi đó là Việt Nam, nếu mà Việt Nam có cái tỷ lệ tốc độ tiêm chủng vaccine nó cũng mạnh mẽ như Mỹ, như Trung Quốc cũng như đất nước khác, và ngoài ra thì nếu Việt Nam có thể chi đầu tư công đúng cái tốc độ và đúng cái sự hiệu quả đấy, thì câu hỏi đó là liệu Việt Nam có phải cũng sẽ mất 4 quý để GDP tăng bật lại hay tăng bật lại được không? Khi mà vừa rồi chúng ta có nhận những con số khá là tiêu cực từ Tổng cục Thống kê, khi mà cái GDP quý 3 2021 của Việt Nam đã giảm ở một mức gọi là thấp kỷ lục trong lịch sử trong vòng 20 năm của Việt Nam, mức âm 6.17%. Câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho anh Minh đó là có phải Việt Nam cũng sẽ mất 4 quý để có thể hồi phục trở lại không? Quay về với bức tranh của Việt Nam thì mọi người có thể thấy là vào khi mà toàn thế giới bị dính đại dịch thì chúng ta lúc nào chỉ mất 1 tháng đấy. Lúc đấy chúng ta xử lý vấn đề rất tốt và ngỡ là mọi thứ nó qua đi, cái bức tranh kinh tế nó trở lại. Nhưng mà đến đâu đó đầu quý 3 năm 2020, khi mà biến chủng Delta xuất hiện, chúng ta đã không làm không tốt như lần trước, bởi vì nó có tỷ lệ lây lan quá là nhanh. Thì nền kinh tế Việt Nam đã đi sau thế giới. Thế giới bước vào giai đoạn trũng nhất là vào quý 2 năm 2020, nhưng chúng ta lại có giai đoạn trũng nhất là vào quý 3 năm 2021, tức là sau đó gần 1 năm. Câu hỏi đặt ra là chúng ta liệu có thể quay lại các nước khác hay không? Thì lại chúng ta lại phải quay về tỷ lệ tiêm vaccine và chiến lược trong việc điều phối kinh tế. Việt Nam hiện tại thì tỷ lệ tiêm vaccine khá là thấp, 35%, tỷ lệ khá là tiêu cực. Chính phủ, nhưng mà chính phủ đã rất mạnh tay trong việc là nhập các lô vaccine về, và dự kiến là 70% người dân sẽ được tiêm vào tháng 6 năm 2022, tức là một tỷ lệ khá là an toàn đối với các nước trên thế giới có thể mở cửa trở lại. Bên cạnh đấy là quan trọng nhất, là vấn đề này, chiến lược của Việt Nam đã thay đổi từ không Covid sang sống chung Covid, nghĩa là chúng ta đã chấp nhận phải mở cửa để kinh tế trở lại chứ không phải đóng thế. Thì câu chuyện đặt ra bây giờ không phải là đầu tư công có đầu tư được hay không, mà tôi nghĩ là câu chuyện đặt ra là chúng ta có giải ngân nhanh hay không để nền kinh tế bật lại hay không. Thì mọi người có thể thấy là theo báo cáo Bộ Tài chính, 8 tháng đầu năm 2021 thì chúng ta chỉ đạt được 40% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao, so với cùng kỳ năm trước là 46,41. Thì đây bức tranh trong quý này khá là ảm đạm. Nguyên nhân thì có lẽ là do dịch Covid, khi mà mọi hoạt động bị đình trệ trong vòng 1-2 tháng qua. Một phần đâu đấy cũng là do giá nguyên vật liệu và thủ tục hành chính, thì cái này chị Giang có thể chia sẻ sâu đến người. Vâng ạ, như anh Minh đã nói thì cái câu chuyện của Việt Nam, câu hỏi của chúng ta mà chúng ta muốn thắc mắc nhất bây giờ đó là Việt Nam liệu có phải là cũng sẽ mất khoảng đâu đấy khoảng 1 năm để có thể hồi phục trở lại như các đất nước khác hay không, thì nó cần phải có hai yếu tố cùng kết hợp. Yếu tố đầu tiên đó là về cái tốc độ tiêm chủng của chúng ta. Thì hiện tại thì tốc độ tiêm chủng của chúng ta mà người dân đặt tiêm chủng cả 2 mũi thì là 35%. Có nghĩa là nếu mà chúng ta tự so với chính bản thân chúng ta thì có thể thấy rằng là kể từ đầu năm 2021, chính phủ Việt Nam đã rất mạnh tay nhập khẩu các lô vaccine về, cũng như là tăng cái tốc độ tiêm chủng rất là mạnh ở các thành phố lớn. Nhưng mà nếu mà chúng ta so sánh với các nước trong cùng khu vực như kiểu Thái Lan hoặc là Trung Quốc hoặc là Singapore
thì hoàn toàn có thể thấy rằng các nước khác hầu như họ đã đạt được cái mức khoảng 60-70% ở một cái mức đủ an toàn để có thể mở cửa nền kinh tế. Nhưng mà Việt Nam thì sao ạ? Vẫn là ở mức 35%. Và có một cái tin nó khá là xấu khi mà Bloomberg thì vẫn xếp hạng Việt Nam là một trong những đất nước, một trong những nền kinh tế mà đối phó với dịch Covid-19 chưa được hiệu quả cho lắm. Và chính phủ thì hiện tại thì có đặt ra một cái mục tiêu, đó là 70% người dân được tiêm vaccine thì đến tháng 6 năm 2022. Thì cái này chúng ta cũng hoàn toàn phần tin tưởng của chính phủ, bởi vì chúng ta thêm đâu đấy khoảng 1 năm nữa để xem cái tỷ lệ này liệu có đạt được hay không. Và đến cái yếu tố thứ hai, đó là yếu tố về đầu tư công. Có thể thấy đó là một cái thách thức. Câu chuyện của Việt Nam ở đây đó không phải là không có tiền để đầu tư, mà là anh có tiền, thậm chí anh có nhiều tiền hơn so với những người khác, nhưng mà anh lại không biết giải ngân như thế nào, anh vẫn cứ cất tiền trong két thôi. Chúng ta vẫn thường hay nói rằng tiền mà để trong két là tiền chết, đúng không ạ? Chính vì thế nên chúng ta mới có động lực đi đầu tư, đi gửi tiền ngân hàng, đi mua bất động sản, đi mua vàng. Còn nếu mà cầm cục tiền mà mang về nhà cất két đi thì hầu như nó còn bị mất giá về phía lạm phát. Về cái đầu tư công như thế thôi, chúng ta có tiền, chúng ta có ngân sách, nhưng chúng ta lại chưa có thể giải ngân được. Và thậm chí là trong 9 tháng đầu năm, chúng ta đã đi qua 3/4 của năm 2021 rồi, nhưng mà chúng ta mới chỉ đạt đâu đấy chưa được đến 40% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao về cái tỷ lệ giải ngân đầu tư công. Và đó là một cái thách thức, cũng là một cái tín hiệu khá là đáng buồn cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Nguyên nhân thì nó sẽ đến từ ba phía. Thứ nhất là do dịch Covid-19. Đó là bởi vì là đầu tư công bản chất là xây đường, xây cầu, xây sân bay, xây nhà máy. Đã là xây thì cần người. Mà nếu mà nền kinh tế lockdown, xã hội lockdown thì lấy đâu ra người để mà xây được. Thì điều này đã khiến cho gần như một quý chúng ta không thể giải ngân được quá nhiều. Thứ hai đó là giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao. Anh dùng tiền, ok anh có tiền, nhưng mà phải dùng tiền làm sao cho nó có hiệu quả, tránh tham nhũng, tránh lãng phí. Và cái vấn đề mà giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao cũng là một cái ngăn cản, một cái cản trở khiến cho nhà nước giải ngân vốn đầu tư công chưa được đúng như kế hoạch. Và cuối cùng đó nằm ở thủ tục hành chính, bởi vì một phần cái ngân sách của Việt Nam đến từ nguồn vốn ODA, nguồn vốn nước ngoài. Mà cái nguồn vốn nước ngoài này nó vào Việt Nam, nó sẽ phải trải qua rất nhiều thủ tục hành chính, và điều này đã khiến cho có một sự chậm trễ trong việc giải ngân vốn đầu tư công. Chúng tôi cho rằng đầu tư công nó vừa là cái động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam cho những năm sau và kể cả trong cuối năm nay, nhưng để đạt được cái mức hiệu quả, để có thể đạt được cái sự hiệu quả trong đầu tư công này thì chúng ta còn phải vượt qua rất rất nhiều thách thức. Và nếu mà anh Minh nhìn thì đấy là câu chuyện của vĩ mô ạ. Nhưng mà hôm nay những nhà đầu tư mà đến với chúng ta là những nhà đầu tư chứng khoán. Họ muốn hiểu rằng ok, đầu tư công như thế, triển vọng vĩ mô Việt Nam như thế, vậy action của họ là gì? Họ nên làm gì trong bối cảnh thị trường chứng khoán hiện tại? Mọi người nhìn thực sự là bức tranh trong cái thời điểm xấu nhất thì tất cả mọi thứ rất là bi quan. Thời điểm tôi nhớ thời điểm nếu mà nhìn thị trường chung nhé, tôi nhớ thời điểm tháng 7, tháng 8 mọi người có những người hô về 800 điểm. Tức là mọi người rất rất bi quan trong thời điểm đấy. Tuy nhiên là thị trường chứng khoán thì nó khác nền kinh tế một chỗ là nó có hai điểm khác. Một là nó thường chặn trước nền kinh tế chị nào, chặn trước đâu đó từ 3 cho đến 6 tháng. Đấy là khá nhanh thế. Cái thứ hai là nền kinh tế nó là tập hợp của những doanh nghiệp tốt nhất của đất nước trên đấy. Hiện tại ở Việt Nam là thế. Thì chúng ta phải đặt ra hai câu hỏi. Một là dịch liệu có qua không? Dù sớm thì muộn chúng ta phải thống nhất nhau là rồi nó sẽ qua, đúng không? Cái thứ hai là đầu tư công là một xu hướng mới. Bây giờ câu hỏi đặt ra không phải là có đầu tư công hay không, mà là nhanh hay chậm. Thì từ hai bức tranh đấy chúng ta phải nhìn thị trường, quay về định giá của thị trường hiện tại. P, tôi nhớ không nhầm là P của thị trường hiện tại đã đâu đó chỉ hơn 16 lần. Thời điểm mà tương tự về nền vĩ mô năm 2016, năm 2020 thì P nó khoảng 15-20 lần. Tuy nhiên có một điểm khác là nền vĩ mô chúng ta bây giờ đã rất chặt chẽ hơn. Và như cái chart vừa rồi chúng ta thấy là cái lãi suất của trái phiếu chính phủ cũng như lãi suất của ngân hàng đã hạ xuống rất thấp so với mức đấy. Nghĩa là xét về mặt định giá, chúng ta đang ở vùng trung tính của nền cũ, nhưng mà lại có những chuyển biến tốt hơn của vĩ mô trong nền mới. Thì đối với tôi, nếu mà định giá toàn thị trường, đây là một vùng không hề đắt và rất nhiều cơ hội để có thể nhìn tiếp tục trong vòng 1 năm tới. Vâng. PE của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại thì AZ ghi nhận rằng nó nằm ở mức trung tính, không quá cao nhưng mà cũng không phải là quá đắt.
Và nếu mà chúng ta nói với cái theme về đầu tư công thì cái câu chuyện hưởng lợi của nhà đầu tư mà EZFin cho rằng sẽ có những câu chuyện hưởng lợi, nó nằm ở bốn phần. Thứ nhất là về nguyên vật liệu xây dựng, thứ hai là về nhóm ngành xây dựng, tiếp theo là nhóm ngành bất động sản, và cuối cùng là nhóm ngành phụ trợ. Đối với nhóm ngành nguyên vật liệu xây dựng thì anh chị cũng có thể thấy rõ được rồi, khi mà chúng ta xây thì chúng ta sẽ cần có xi măng, sắt thép, và điều này cũng đã một phần nào phản ánh vào giá của các doanh nghiệp này. Khi mà được thời gian vừa rồi thì có rất nhiều doanh nghiệp chuyên về sắt thép hoặc xi măng cũng đã có những phiên tăng giá, kiểu tăng giá trong lịch sử luôn, và thậm chí là vượt cả mức đỉnh lịch sử. Tiếp theo là về xây dựng. Ok, anh có nguyên vật liệu rồi, anh phải xây, thì đối với những cái này thì những nhà thầu xây dựng là những người, những doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi. Và tiếp theo là câu chuyện về bất động sản. Khi mà Việt Nam có cái kết cấu hạ tầng, cái hạ tầng đường bộ của Việt Nam khá là tốt, thì cái nhu cầu của người dân Việt Nam ấy, chúng ta thôi, sẽ có nhu cầu sống ra ở các gọi là đô thị vệ tinh. Chúng ta sẽ không muốn sống ở những nơi đông đúc nội thành. Không hẳn là không muốn sống, mà thứ nhất đó là cái giá nhà ở nội thành, đặc biệt là Hà Nội hoặc các thành phố lớn nó rất là cao. Cái thứ hai là cao nhưng mà chưa chắc đã là đủ đẹp rồi, đủ rộng rãi để anh chị có thể ở được. Và có cái xu hướng đó là sống ở các đô thị vệ tinh, sống ở ngoại thành. Sống ở ngoại thành nhưng mà buổi sáng lại vào nội thành để làm việc. Mà nếu mà chúng ta mất thời gian từ 2 đến 3 tiếng để đi từ nhà của chúng ta đến công ty của chúng ta bởi vì do tắc đường hay bởi vì là do đường xá chưa được tốt, thì chúng ta sẽ không quá thích trong việc sống xa như vậy, mà chúng ta có thể sống ở trong nội thành thôi. Nhưng mà khi chúng ta đã có cái hạ tầng, cái đường bộ nó tốt như vậy, bất động sản ven đô, bất động sản vệ tinh sẽ là những nhóm ngành, sẽ là những doanh nghiệp được hưởng lợi. Và cuối cùng là nhóm ngành phụ trợ. Phụ trợ này thì EZFin có nhìn nó hơi xa ra một chút. Đó có thể là một câu chuyện khá là xa, nhưng mà nó cũng có một chút tiên le lói. Đó là khi mà anh chị xây nhà hoặc khi mà nhà nước xây các dự xây sân bay hoặc xây các nhà máy các thứ ấy, thì chúng ta sẽ cần điện này, chúng ta sẽ cần lát gạch, chúng ta sẽ cần gạch này, tính đá này. Sau chúng ta cần phải hoàn thiện thi công nội thất thì chúng ta sẽ cần gỗ. Tuy nhiên thì đây là bốn nhóm ngành mà EZFin có khuyến nghị cho anh chị rằng nó sẽ được hưởng lợi. Nhưng mà trên thị trường chúng ta có bao nhiêu doanh nghiệp ạ? Chúng ta có 1.800 doanh nghiệp. Công việc của nhà đầu tư đó là phải tìm được, phải đãi cát tìm vàng được doanh nghiệp tốt nhất, doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất, doanh nghiệp có định giá hấp dẫn nhất trong 1.800 doanh nghiệp đấy để có thể đầu tư, để có thể đảm bảo được mức sinh lợi của mình, đúng không ạ? Vâng, đúng. Câu chuyện đầu tư thì thực ra về bản chất con người chúng ta cũng rất thích đoán đáy và đoán đỉnh. Chúng ta rất thích thoát ra trước người khác, nhưng mà nếu mà về cơ bản thì có hai điểm. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn thị trường chung, nếu mà nó không quá đắt, và thứ hai là triển vọng kinh tế nó tốt, thì đâu đấy P của cả thị trường chung, chị Giang nhé, dự phóng lợi nhuận cho năm 2022 nó tăng, EPS nếu mà theo dự tính chuẩn thì nó tăng từ 20-25%, nghĩa là với cái nền P 16 lần cuối năm nay, nếu mà forward cho năm 2022 thì nó chỉ còn đâu đấy chỉ 13 lần, tức là 13 lần là một nền P rất thấp so với quá khứ, rất là thấp gần như ngang với nền khủng hoảng luôn, thì đấy là một cơ hội rất hấp dẫn so với cả thị trường chung. Tiếp đến là những ngành được hưởng lợi này, không phải tất cả doanh nghiệp đều được hưởng lợi chị Giang, mà chỉ những doanh nghiệp gần như là đầu ngành chiếm một thị phần, thì chúng ta tập trung vào thứ mà chúng ta có thể kiểm soát, đó là tìm những doanh nghiệp tốt nhất như thế và có định giá hợp lý, đồng hành cùng họ trong một chu kỳ kinh tế mới, thì đó tôi nghĩ là đấy là cách đầu tư mà sẽ đem lại lợi suất khá là bỏ sai đấy. Đúng rồi ạ. Bản chất của nhà đầu tư là đoán đỉnh, đoán đáy, xong rồi liệu đến đỉnh chưa để có thể chốt lời hoặc đáy chưa để cắt lỗ. Tuy nhiên thật sự nó rất là khó. Tương lai là một cái thứ mà gọi là gây chắc trở cho chúng ta nhất, và đặc biệt là trên chặng đường đầu tư. Mà để có thể đảm bảo được có một mức sinh lời nó an toàn, nó hấp dẫn, thì chúng tôi nghĩ rằng là anh chị cũng biết được cái câu chuyện vĩ mô qua cái bài talk show vừa nãy rồi. Và chúng tôi cũng đã đưa ra những nhóm ngành mà anh chị có thể được hưởng lợi. Và anh chị, công việc của anh chị, nhà đầu tư đó là tìm ra doanh nghiệp tốt nhất, được hưởng lợi tốt nhất từ những nhóm ngành này để có thể đầu tư một cách vững vàng nhất, bền chắc nhất, và cũng theo ba chữ mà EZFin hay nhắc đến cho anh chị, đó là tinh, tĩnh và tỉnh ạ. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần Q&A. Anh chị nhà đầu tư nếu mà có câu hỏi gì có thể comment vào phần livestream của EZFin Việt Nam. EZFin Việt Nam sẽ chọn câu hỏi và sẽ trả lời những câu hỏi của anh chị. Và nếu mất thời gian của chúng tôi kiểu không đủ để đáp ứng được câu hỏi của anh chị, thì chúng tôi cũng sẽ comment trả lời câu hỏi anh chị vào những phút sau. Và trước khi chúng tôi đọc những cái câu hỏi của anh chị trong phần livestream, thì tôi cũng muốn chia sẻ một vài thông tin về các chương trình và khóa học tại EZFin mà quý nhà đầu tư có thể theo dõi.
Bởi vì là SFP đợt này anh chị cũng có thể thấy rằng là chúng tôi cũng đã hệ thống hóa được các chương trình cũng như là các bản tin để gửi cho khách hàng, đúng không ạ? Và nhiều anh chị thì cũng chưa hiểu được rằng là lịch phát sóng như thế nào. Và tiện đây thì tôi cũng muốn chia sẻ. Đầu tiên là về danh sách chương trình hàng tuần, chúng tôi sẽ có 3 chương trình. Thứ nhất là AZ News 24/7. Trong cái chương trình này chúng tôi sẽ tóm tắt thông tin vĩ mô, cổ phiếu trọng điểm trong tuần vừa qua. Và chúng tôi cũng sẽ cho anh chị một câu chuyện đầu tư để anh chị có thể có một góc tư duy, nhìn nhận lại cái phương hướng đầu tư của bản thân mình liệu đã đúng chưa. Đối với cái chương trình này chúng tôi sẽ gửi bản tin qua mail cho những khách hàng là AZ, cho những khách hàng của AZFIN. Ngoài ra thì cũng sẽ có bản tin ở trên YouTube, kênh YouTube của chứng khoán TV AZFIN từ 8:30 đến 9:00 sáng thứ hai hàng tuần. Chương trình thứ hai là chương trình giữa sự kết hợp của AZFIN Việt Nam và DTP Investment. Trong chương trình này chúng tôi sẽ chọn con số quan trọng trong tuần, sự kiện liên quan đến con số đấy, đưa ra quan điểm để nhà đầu tư có thể có một cái nhìn nó tổng quan hơn. Và đây là chương trình được phát sóng trên kênh chứng khoán TV AZFIN từ 20:30 đến 21:00 thứ ba hàng tuần. Và chương trình cuối cùng đó là AZ Talk. Chương trình hôm nay đây ạ, chúng tôi sẽ trao đổi, thảo luận về một doanh nghiệp, về một ngành hoặc về một chủ đề đầu tư cụ thể. Thời gian phát sóng từ 15:30 cho đến 16:30 thứ năm hàng tuần. Ngoài ra thì nhắc đến AZFIN thì anh chị không thể nào không nhắc đến về cái chương trình đào tạo. Hiện tại chúng tôi đang có những cái khóa học. Thứ nhất là khóa học đọc vị cổ phiếu chuyên sâu. Tại khóa học này chúng tôi sẽ cung cấp kiến thức về phân tích báo cáo tài chính và báo cáo thường niên để giúp nhà đầu tư tìm ra doanh nghiệp tốt. Khóa học thứ hai là định giá cổ phiếu cao cấp. Chúng tôi sẽ cung cấp kiến thức về phân tích vĩ mô, ngành và định giá cổ phiếu theo từng ngành khác nhau. Và cuối cùng là khóa học chinh phục cổ phiếu ngân hàng. Khi mà ngành ngân hàng chiếm một cái tỷ trọng vốn hóa rất lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì cái việc nhà đầu tư hiểu được bản chất kinh doanh của ngành này cũng như hiểu được cái hoạt động kinh doanh của từng ngân hàng sẽ là một cái mà giúp nhà đầu tư đảm bảo được cái tỷ suất sinh lời trong dài hạn. Và hiện tại chúng tôi sẽ đọc những cái câu hỏi Q&A để có thể trả lời câu quý vị trong ngay cái buổi livestream này hôm nay luôn ạ. Có anh Nguyễn Lâm thì hỏi là anh chị cho thấy giá VHM hiện tại quanh 80 có hấp dẫn để tích sản hay không? Thì mời anh Minh trả lời ạ. VHM là doanh nghiệp bất động sản gần như hàng đầu, có lẽ hàng đầu Việt Nam. ROE mình nhớ không nhầm là đâu đấy khoảng 36% và quỹ đất rất lớn. Thì PE thị trường hiện nay nó chỉ khoảng 10 lần. 3 năm nay mọi người sẽ thấy là VHM tăng trưởng lợi nhuận nhưng mà giá cổ phiếu vẫn đi ngang, không chị Giang? Đúng rồi. Thì quay về vấn đề bất động sản thì mình có nói qua là ở thị trường bất động sản như mọi người nhìn thấy ở Trung Quốc nhé, 10 năm nay rất nhiều nhà phân tích đã nói là thị trường bất động sản Trung Quốc là bong bóng. Tuy nhiên là mọi người thấy giá gần như không giảm, gần đây cũng có điều chỉnh, chỉ ra điều chỉnh nhẹ. Thì câu hỏi đặt ra tại sao nó lại như vậy? Thị trường bất động sản nếu mà có những cái điểm này thì tôi nghĩ là rất khó để giảm. Thứ nhất là tăng trưởng thu nhập đầu người tăng mạnh, tăng trưởng tầng lớp trung lưu. Cái thứ hai là tỷ lệ đô thị hóa và chúng ta bây giờ còn xây dựng cơ sở hạ tầng, đúng không? Cái thứ ba chính là nền lãi suất thấp. Ba cái đấy thì có lẽ là thị trường bất động sản rất khó để sụt giảm tương lai trong chung và dài hạn. Chính vì vậy VHM với mức giá này tôi nghĩ là rất đáng để đầu tư. Vâng ạ. Anh Minh đã chia sẻ về một cái bức tranh ngành bất động sản, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn riêng vào VHM là doanh nghiệp bất động sản có cái quỹ đất lớn nhất tại Việt Nam. Cái lợi thế cạnh tranh của VHM thứ hai đó là họ có một cái hệ sinh thái rất là ổn định. Ví dụ anh chị mua nhà ở Vinhome, anh chị sẽ có Vinmec, anh chị sẽ có VinUni hoặc VinSchool cho anh chị, đúng không ạ? Mà cái đặc biệt là thế hệ ngày nay ấy, họ thích cho con của họ ở gần cái nơi họ ở hơn. Tại vì cái thời gian mà đưa con đi học rồi đưa con đi bệnh viện các thứ nó khá là lâu, đúng không ạ? Tiếp theo là đối với bất động sản có quỹ đất nhưng mà có cái khả năng để có thể triển khai dự án được hay không thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được điều đấy từ cái số lượng dự án của Vinhome tính đến thời điểm hiện nay. Có thể được nói là một doanh nghiệp mà triển khai được số lượng dự án nằm top đầu tại Việt Nam luôn. Khi mà chủ đề triển khai được một cái dự án bất động sản ở Việt Nam phải thông qua rất nhiều các thủ tục hành chính, thật rất là nhiều để nhận được cái bản vẽ từ 1/500 rồi rất nhiều thứ, nhưng Vinhome hoàn toàn có cái khả năng triển khai được dự án mạnh mẽ như thế. Và tiếp theo đó là Vinhome có nguồn vốn rất là lớn. Ngành bất động sản là ngành mà cái rào cản gia nhập ngành nó nằm lớn ở phần vốn.
anh không có nhiều tiền, anh không thể buôn đất được. Nếu mà những nhà đầu tư mà nhiều tiền thì họ hay phân bổ tiền ra cả bất động sản sang cả chứng khoán. Đối với những nhà đầu tư mà chưa có nhiều tiền lắm thì có thể chỉ dùng vào chứng khoán thôi. Có nghĩa là cái phân khúc bất động sản là phân khúc để mà anh chị trading đầu tư thì cần có một nguồn vốn lớn. Và Vinhome thật sự là một doanh nghiệp có nhiều tiền, có nhiều nguồn vốn để có thể triển khai được các dự án bất động sản trong tương lai. Và SCB đánh giá rằng đối với vùng giá 80 hiện tại vẫn là một vùng giá hấp dẫn để có thể tích sản được với HM trong tương lai. Vâng, bổ sung một chút cho chị Giang của Vinhome. Thì mọi người có quan tâm bất động sản Trung Quốc được rồi đúng không? Thì câu chuyện của Vinhome nó rất khác. Khi mà nền kinh tế Trung Quốc đi trước chúng ta đâu đấy khoảng 12 năm và dân số họ già hóa trước chúng ta, trong khi cái tốc độ tăng trưởng thu nhập GDP trên đầu người chúng ta vẫn đang rất tốt trong vòng 10 năm tới, và cái tỷ lệ nợ vay của Vinhome rất thấp chị Giang ạ. Thì khi mà một doanh nghiệp bất động sản nếu cái nợ vay nó quá cao và những dự án bất động sản để hoàn thành và bán được nó phải mất từ 3-5 năm thì doanh nghiệp đấy sẽ rất khó khăn được trả lãi luôn. Nhưng mà thị trường chúng ta khi mà bất động sản rất khó sụt giảm, cung và cầu vẫn rất cân đối và tỷ lệ nợ vay của Vinhome rất thấp thì mình nghĩ là không có rủi ro gì quá lớn đối với Vinhome ở đây. Vâng, và chúng tôi trả lời câu hỏi của anh Nguyễn Lâm. Có anh Nguyễn Chiêm có hỏi là đầu tư công chạy hết cả rồi, giờ nói có muộn không? Thật ra là câu chuyện nói có muộn hay không thì cũng khó mà nhận định được. Mà EZFIN muốn cho nhà đầu tư thứ nhất là có thêm kiến thức, và thứ hai là nếu mà những doanh nghiệp mà có nền tảng cơ bản vững chắc thì chúng tôi tin tưởng rằng là nó sẽ luôn luôn có thể phát triển và tăng trưởng trong dài hạn, đúng không ạ? Vâng, để nói câu chuyện đầu tư công thì mọi người phải xem là cái xu hướng nó còn tiếp tục trên thế giới hay Việt Nam trong vòng 3-5 năm nữa không, và những doanh nghiệp đấy có lợi thế cạnh tranh tốt và mạnh để khi mà xây nhà máy mới cho chị Giang thì cung và cầu nó khớp nhau thì doanh nghiệp vẫn có thể tăng trưởng được lợi nhuận. Tiếp đến là nếu mà doanh nghiệp có lợi thế mạnh chuyển dịch được chuỗi cung ứng thì cái biên lợi nhuận nó sẽ được mở ra, và từ đấy hai cái đấy làm cho ROE của doanh nghiệp tăng thì mình nghĩ là vẫn có thể tìm được một số doanh nghiệp định giá khá là hấp dẫn thời điểm hiện tại, chứ không phải là quá khó như mọi người nghĩ. Vâng ạ. Và nếu mà chưa không có thêm câu hỏi nào thì EZPIN xin phép được kết thúc cái buổi EZ Talk số 2 về chủ đề đầu tư công và bức tranh Việt Nam tại ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.